Hầu hết mọi người đều cho rằng an bình và vui sướng là cái đích của con đường tâm linh. Đây là một quan niệm sai lầm. Sự bình an và vui sướng là điều kiện cơ bản cho một cuộc sống tốt đẹp. Nếu bạn muốn tận hưởng bữa ăn tối nay, bạn phải ở vào trạng thái an bình và vui vẻ. Nếu bạn muốn vui hưởng với gia đình, với công việc mình làm, với thế giới mà bạn đang sống, thì bạn phải ở trong trạng thái an bình và hạnh phúc. An bình và vui sướng không phải là những thứ mà bạn đạt được vào cuối đời. Chúng là căn bản của cuộc sống. Nếu bạn coi sự bình an là mục đích tối thượng của mình, vậy thì bạn chỉ có thể an nghỉ vĩnh hằng mà thôi. Tâm linh là một trong những từ bị làm sai lệch đi nhiều nhất trên thế giới này. Đừng theo đuổi con đường tâm linh để tìm kiếm sự bình an. Chỉ là bởi phần lớn mọi người đều thiếu sự bình an trầm trọng tới nỗi họ coi nó là khát vọng tột cùng của chính mình. Vài năm trước, khi tôi tới thành phố của Israel, người ta nói với tôi rằng Shalom là lời chào mang ý nghĩa cao nhất. Tôi hỏi vì sao và họ trả lời, bởi vì nó có ý nghĩa là an bình. Tôi nói, tại sao an bình lại là khát vọng cao nhất, trừ khi là bạn đang ở vùng Trung Đông? Giả sử bạn đang mắc kẹt 10 ngày trên một hòn đảo hoang và không có thức ăn, rồi đột nhiên Thượng Đế xuất hiện trước mặt bạn. Trong trường hợp này, bạn muốn Ngài hiện ra như một ánh sáng rực rỡ hay trong hình dáng của một ổ bánh mì? Ở Ấn Độ, một số cộng đồng tôn thờ thức ăn như Thượng Đế bởi vì từ rất lâu họ phải chịu cảnh thiếu thốn thức ăn. Ở California thì tình yêu là Thượng Đế. Bạn thiếu thứ gì thì thứ đó sẽ trông giống như thứ khát vọng cao cả nhất. Điều cần nhớ ở đây là tất cả những điều đó đều sẽ không giúp bạn thỏa mãn một cách bền lâu. Sự sống của con người luôn luôn khao khát được mở rộng tới vô hạn và đó mới là điều duy nhất sẽ thỏa mãn bạn vĩnh viễn. Sự truy cầu tâm linh không phải là một sự lựa chọn từ sự tu dưỡng hay một hành trình do bị xui khiến thuyết phục. Nó là một niềm khao khát tự nhiên, nhưng trừ khi bạn xử lý nó một cách tỉnh thức, còn không thì nó sẽ không có hiệu quả. Khi việc sống bình an, an lạc và vui sướng không còn là một nỗ lực vất vả, thì một cách tự nhiên, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm, bạn sẽ muốn được biết bản chất của cuộc sống. Tâm linh thần bí trên thế giới này chỉ phát triển ở những nơi con người đã học được thứ công nghệ để đạt được tới cực lạc qua chính bản chất tự nhiên của mình. Đó là bởi vì chỉ khi bạn an lạc, bạn mới ở trong trạng thái cao nhất để tiếp thu và thực sự sẵn lòng để khám phá mọi phương diện của cuộc sống. Nếu không thì bạn sẽ không dám. Vì nếu chỉ riêng việc giữ cho mình được thoải mái dễ chịu thôi đã là một thách thức, thì bạn sẽ không thể đảm đương được bất kỳ một thách thức nào khác. Có một câu chuyện kể rằng, một lần nọ, một ông lão 85 tuổi đi câu cá ở Louisiana. Lúc chuẩn bị ra về thì ông bắt được một con ếch. Ông định thả nó trở lại đầm lầy, thì con ếch cất tiếng nói, hãy hôn tôi thật say đắm. Nó nói, rồi tôi sẽ biến thành một cô gái trẻ xinh đẹp. Ông lão kiểm tra kỹ con ếch hồi lâu, còn con ếch vẫn đang chu môi chờ đợi. Rồi ông ta quyết định thả nó vào trong giỏ đựng cá của mình. Con ếch hét toáng lên, lão không nghe ta nói gì à? Chỉ cần một nụ hôn thôi và ta sẽ biến thành một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp. Ông lão nói, ở tuổi này ta cũng chẳng thể làm được gì với một cô gái trẻ xinh đẹp. Nếu như hôm nay mà ta có thể biến thành một chàng hoàng tử trẻ trung và đẹp trai thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng giờ thì hãy xem ta có gì trong tay đây. Một con ếch biết nói, vậy thì hãy tin ta đi. Ta có thể ngửi thấy mùi tiền ở đây rồi. Những sự lựa chọn mà bạn đưa ra vì bất lực không phải là các giải pháp trong cuộc sống. Việc bạn không có khả năng sống vui vẻ bằng chính bản chất tự nhiên của mình có thể khiến những vấn đề đơn giản nhất trong cuộc sống trông giống như những bài toán vô cùng phức tạp. Ngày nay, việc sống yên bình và vui vẻ được tô vẽ như thể chúng là vấn đề quan trọng nhất trong sự tồn tại của loài người. Để theo đuổi hạnh phúc ấy của loài người, chúng ta đang phá hủy cả hành tinh này. Sở dĩ những điều đơn giản như sống yên bình, vui vẻ, tràn đầy tình yêu thương lại trở thành khát khao tối thượng là bởi vì con người ta đang sống mà không hề chú ý một chút nào đến quá trình của sự sống. Khi mọi người nói đến hai chữ cuộc sống, thì phần lớn ý họ nói tới là về những phụ kiện của cuộc sống, như công việc của họ, gia đình, các mối quan hệ, căn nhà mà họ ở, chiếc xe mà họ đi, những trang phục mà họ khoác lên trên người, hay thậm chí là thần thánh mà họ cầu nguyện. Điều duy nhất mà họ bỏ qua đó chính là sự sống. Chính bản thân quá trình của sự sống và sự sống thiết yếu ấy cũng chính là bạn. Khi bạn mắc phải cái sai lầm căn bản ở việc coi một thứ không phải mình là mình, thì khi đó cuộc sống sẽ trở thành một cuộc vật lộn không cần thiết.
Nền tảng của sự yên bình và vui sướng không phải nằm ở việc chăm lo cho những thực tế bên ngoài của cuộc sống, mà nằm ở việc đi vào trong và sắp xếp lại bản chất nội tại của chính bản thân bạn. Bạn chỉ có khả năng trải nghiệm những gì trong ranh giới cảm nhận của mình. Nhưng nếu mở rộng ranh giới cảm nhận này, bạn có thể ngồi đây và trải nghiệm tất cả mọi người giống như họ chính là bạn vậy. Bạn có thể mở rộng nó hơn nữa và trải nghiệm cả vũ trụ này giống như bạn trải nghiệm cơ thể của chính mình. Khi nhận thức về sự bao hàm, hòa hợp này sẽ đến với tôi hiểu rằng việc sống nhân ái và từ bi không chỉ là một ý tưởng. Sống với sự đồng cảm không phải là một nguyên tắc thâm sâu khó hiểu nào cả. Trên thực tế, đây chính là cách thức mà con người được tạo ra. Nếu bạn không tự đồng nhất mình với bất kỳ điều gì mà bạn đã tích lũy thu thập được theo thời gian, bao gồm chính cơ thể và tâm trí của bạn, thì bạn sẽ trải nghiệm được điều này. Giác ngộ không phải là một thứ gì để đạt được hay hoàn thành nó. Nó là sự trở về nhà. Các giác quan mang đến cho bạn cảm tưởng rằng bạn đang trải nghiệm những gì ở bên ngoài, thế giới. Thế nhưng trên thực tế, bạn chưa từng trải nghiệm thế giới ở bên ngoài. Khi bạn nhận ra rằng tất cả những gì mà bạn trải nghiệm đều nằm bên trong, thì sự trở về nhà tuyệt đối ấy chính là giác ngộ. Sở dĩ mọi người không thể tự nhiên giác ngộ là bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản. Con người ta đã phân chia thế giới thành cái tốt và cái xấu, thượng đế và ác quỷ, cao và thấp, thiên liêng và thô tục, thuần khiết và dơ bẩn, thiên đàng và địa ngục. Chúng là những đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Một khi bạn đã chia rẽ sự tồn tại này bên trong bạn, bạn sẽ không có cách nào để đạt tới trạng thái hạnh phúc và tự do lâu dài. Bạn được dạy rằng hãy yêu lấy kẻ thù của mình. Nếu như trước tiên bạn dán nhãn cho một người là kẻ thù của bạn rồi và sau đó bạn lại cố gắng tìm cách yêu lấy họ, thì đó sẽ là một sự tra tấn. Khi bạn chia rẽ vạn vật tạo hóa như vậy, bạn sẽ không có cách nào để đạt tới trạng thái bao hàm, hòa hợp tột cùng. Vấn đề nằm ở chỗ, con người đã đánh mất đi sự phân biệt cơ bản, sự phân biệt giữa trong và ngoài, giữa cái cách mà họ là và cái cách mà họ trao đổi với thế giới bên ngoài. Sự trao đổi thì khác hẳn, nó còn phụ thuộc vào bản chất của các tình huống hoặc mối quan hệ cụ thể. Dù xa xôi hay gần gũi bao nhiêu, các trao đổi vẫn luôn bị chi phối bởi các luật lệ hay quy tắc. Nhưng khi nói đến bản chất bên trong của chúng ta thì chỉ có một nguyên tắc chi phối duy nhất mà thôi, sự hợp nhất không ranh giới. Thế giới vật chất và xã hội của chúng ta bị chi phối bởi những ranh giới, nhưng thế giới nội tại của chúng ta thì không cần đến chúng. Để đạt tới cực lạc của sự hợp nhất vô giới hạn, cũng là trạng thái tự nhiên của chúng ta, tất cả những gì mà bạn cần làm là sống theo một chỉ dẫn rằng toàn bộ trải nghiệm của con người đều được tạo ra từ bên trong. Dù có sự hỗ trợ của các yếu tố kích thích từ bên ngoài hay không, tất cả chỉ có vậy. Nếu bạn thiết lập được điều này ở trong bạn một cách tuyệt đối, khi đó, những hệ quả của các trao đổi của bạn sẽ không còn là gánh nặng đối với bạn nữa. Trích sách kiến tạo bản thân, Sadhguru. 1. Con đường giải thoát nằm trong chính mình.